Khách dương tính với SARS-CoV-2, chủ quán cơm bị phạt 7,5 triệu. Ninh Thuận thống nhất không xử phạt người đi xe máy về quê. Vụ hơn 300 khoản chi lạ ở Bạc Liêu, người bị nêu tên lên tiếng. Bắt quả tang hai hiệu trưởng trên chiếu bạc. Cổ thụ bật gốc đè sập tường và chuồng thú thảo cầm biên Sài Gòn. Sau đây là nội dung chi tiết của bản tin cập nhật ngày 9 tháng 10 của DKN TV. Khách dương tính với Covid-19, chủ quán cơm bị phạt 7,5 triệu. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 10, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông VVK, 46 tuổi, về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Ông K là chủ quán cơm trên quốc lộ 14, thuộc xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài. Trước đó, một tài xế xe ô tô tại dừng xe trước quán của ông K. Mua cơm xin được ngồi ăn tại chỗ và được chủ quán đồng ý. Sau đó, tài xế này tiếp tục chở hàng vào khu công nghiệp Đồng Xoài 1, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch. Ở cổng khu công nghiệp, người này được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Người xã Tân Thành và thành phố Đồng Xoài đã phong tỏa quán cơm, đưa ông ca vào khu cách ly tập trung, đồng thời lập biên bản đề xuất thành phố Đồng Xoài xử phạt vi phạm hành chính chủ quán cơm. Hiện tỉnh Bình Phước đã nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép hàng quán mở cửa trở lại, nhưng chỉ được bán mang về. Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 9 tháng 10, tỉnh Bình Phước ghi nhận 1.445 ca dương tính SARS-CoV-2. Đến nay, đã có 1.091 ca nhiễm COVID được điều trị khỏi bệnh, 12 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19. Ninh Thuận thống nhất không xử phạt người đi xe máy về quê Từ quý vị, ngày 9 tháng 10, một lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cho biết, Ninh Thuận đã thống nhất không xử phạt tất cả các trường hợp người dân về Ninh Thuận sau khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương gỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Trước đó, hàng ngàn công dân Ninh Thuận từ các tỉnh thành phía Nam đã di chuyển bằng xe máy trở về quê sau nhiều tháng gặp khó khăn do phong tỏa vì dịch Covid-19. Một số người phản ánh, họ bị công an huyện Thuận Nam, Ninh Thuận lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng khi trở về quê bằng xe máy. Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, việc lập biên bản xử lý đều theo quy định không tuân thủ phòng chống dịch, do đó công an huyện Thuận Nam đã ra quyết định xử phạt một số trường hợp và có trường hợp đã nộp phạt. Dù xử phạt theo quy định, nhưng những người đi xe máy về quê đều quá khó khăn nên có nhiều ý kiến đề nghị xem xét vấn đề này một cách có lý, có tình. Đến ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các tỉnh thành phối hợp đưa đón người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng về quê an toàn. Chú đáo và công an tỉnh Ninh Thuận đã dừng việc lập hồ sơ xử phạt những người dân về quê từ thời điểm này. Sau đó, công an tỉnh Ninh Thuận đã trình thường trực tỉnh ủy xin ý kiến không xử lý vi phạm hành chính đối với những người về quê bằng xe máy từ những ngày trước, đối với những người về sau khi có công điện của Thủ tướng để không lập hồ sơ xử phạt. Được biết, lượng người từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi xe máy trở về Ninh Thuận rất đông, có ngày hơn 1.000 người và tính từ ngày 2 tháng 10 đến nay đã có gần 6.000 người về quê cách ly tập trung và cách ly tại nhà theo quy định. Vụ hơn 300 khoản chi lạ ở Bạc Liêu, người bị nêu tên lên tiếng. Thưa quý vị, như đã thông tin, từ giữa tháng 5 2016 đến giữa tháng 9 2020, Văn phòng huyện ủy Đông Hải lập danh sách 371 khoản chi của đơn vị, có tới hơn 300 khoản chi bất thường chủ yếu tập trung trong năm 2020, với tổng số tiền chi hơn 600 triệu đồng. Trong đó có nhiều khoản chi lạ như ngày 2 tháng 5 2020, đưa cho anh Vũ đưa chú Hai Việt hỗ trợ đồng chí Việt Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 5 triệu đồng. Ngày 17 tháng 8 2020, mua cá khô cho bí thư tỉnh ủy 3,5 triệu đồng. Ngày 26 tháng 8 2020, vô bao thư cho Trung ương xuống kiểm tra 10 triệu đồng. Ngày 31 tháng 8, hỗ trợ chú Chiến về hưu 30 triệu đồng. Trao đổi qua điện thoại, ông Lê Quốc Việt, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bạc Liêu khẳng định, ông không biết và không liên quan gì tới khoản chi ngày 22 tháng 5 2020 của văn phòng huyện ủy Đông Hải nêu trên. Ông Việt khẳng định, nội bộ, họ kê với nhau thế nào tôi không rõ. Tôi khẳng định, không biết trời trăng gì hết, không nhận tiền bạc gì từ ông Việt. Tôi đã nghỉ hưu hơn năm nay, thấy đưa tên tuổi lên rất kỳ nên tôi cũng không muốn ồn nào vì chuyện không lớn, Tôi khẳng định là trước giờ không nhận tiền gì từ ông Việt Bí Thư cả. Tuy nội dung không ghi rõ họ tên, chức danh nhưng dư luận địa phương đều hiểu. Chú Hai Việt tức là ông Phan Hùng Việt, nguyên Bí Thư huyện ủy Đông Hải. Thời điểm 22 tháng 5 2020, ông Phan Hùng Việt đã nghỉ hưu, còn ông Lê Quốc Việt vẫn đang giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bạc Liêu, sau đó mới nghỉ hưu. Đối với khoản chi vô bao thư cho Trung ương xuống kiểm tra ngày 26 tháng 8 2020. Thời gian này, trùng khớp với ngày ông Cao Văn Học Phó vụ trưởng vụ địa phương, ủy ban kiểm tra trung ương về huyện Đông Hải làm việc xung quanh nội dung đơn thư tố cáo một số lãnh đạo huyện ủy. Ông Ngọc cũng khẳng định với phóng viên báo Người lao động là mình không biết, không liên quan gì. Cái này ở đâu? Nói em hỏi lại chỗ đấy nhé. Ai lập? Ai ký vào giấy đó? Cái đó biết ai mà hỏi? Em hỏi rõ cái đó ai ký, ai kê cái đó. Bây giờ mình thích kê ai cũng được à? Ông Ngọc phản ứng. Trong khi đó, ông Trần Minh Chiến, nguyên phó bí thư huyện Đông Hải xác nhận có nhận khoản tiền hỗ trợ nghỉ hưu của huyện ủy Đông Hải. Tôi có nhận khoản đó, nhưng nghĩ bình thường thôi, đó là vào dịp đại hội đảng, anh em cơ quan làm lễ chia tay tôi nghỉ hưu và tặng hoa tặng quà phong bì. Tôi đang nghỉ hưu và bàn giao công việc từ lâu, việc thu chi của huyện ủy như thế nào sau này tôi không rõ, ông Chiến bộc bạch. Riêng khoản chi mua cá khô cho bí thư tỉnh ủy 3,5 triệu đồng, trao đổi với điện thoại phóng viên, ông Lữ Văn Hùng, bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu cho rằng tôi chưa hay thông tin và chưa thấy báo cáo để còn lại bắt quả tang hai hiệu trưởng trên chiếu bạc. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 10, ông Phạm Hữu Năm, chủ tịch xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tăng 11 người đang sắp phạt nhau trên chiếu bạc, trong đó có hai hiệu trưởng và một giáo viên. Cụ thể, vào đêm ngày 7, dạng sáng ngày 8 tháng 10, thời điểm đang diễn ra trận bóng đá giữa Việt Nam và Trung Quốc, các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa đã ập vào một nhà dân ở thôn Phú Sơn, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, bắt quả tang một nhóm người đang có hành vi đánh bạc. Trong nhóm bị bắt trên chiếu bạc này có hai hiệu trưởng của trường tiểu học Các Sơn A và Các Sơn B. Công an huyện và công an tỉnh trực tiếp bắt quả tang và tạm giữ hình sự 11 người. Trong các con bạc tham gia có hai hiệu trưởng tiểu học thuộc các xã Các Sơn và một giáo viên trung học phổ thông. Đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa được tiếp cận báo cáo cụ thể ông Năm thông tin. Hiện vụ án đang được công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng. Cổ thụ bật gốc đè sập tường và chuồng thú thảo cầm viên Sài Gòn. Thưa quý vị, khoảng 15 giờ 20 chiều 9 tháng 10, tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn kèm theo gió giật mạnh. Trên đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, một cây cổ thụ có đường kính hơn 1 m, cao hơn 50 m đã bị bật gốc ngã xuống, đè sập tường và chuồng thú thảo cầm viên Sài Gòn. Anh Tuấn Anh, người đi đường cho biết, thời điểm xảy ra cây ngã có mưa to và gió giật khá mạnh. Tôi và nhiều người chạy xe máy qua thì nghe tiếng rắc rắc, ngước nhìn thì thấy cây cổ thụ đổ ập xuống, May mà cây ngã vào phía Thảo cầm Biên, chứ ra đường thì không biết chuyện gì xảy ra. Anh Tuấn Anh thuật lại. Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ thân cây tựa lên tường rào và chuồng thú Thảo Cầm Biên. Nhiều mảng bê tông bị sập, vỡ nát, phía gốc cây cổ thụ, hệ thống dễ trùng khá nông. Trao đổi với báo Vietnamnet, ông Phạm Văn Tân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Thảo Cầm Biên Sài Gòn cho biết, khu vực chuồng thú bị cây xanh đè đang nuôi dài cá. Khoảng 10 con dài cá trong chuồng đã được nhân viên công ty vây bắt, chuyển qua chuồng khác an toàn. Ông Tân nói. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!